bài số 12 trong chương trình Phát âm chuẩn tiếng Anh. Và chúng ta sẽ cùng học âm D3 là âm dung của âm CH trong bài trước. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe bạn mẫu bật thử trước nhé. G. Again. G. Very good. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về khẩu hình của âm D3 trong tiếng Anh. Thì các bạn còn nhớ trong bài trước mình đã học âm CH đúng không ạ? Để nói là âm CH thì mình cong miệng ra. Các bạn cùng làm theo bạn mẫu luôn ạ. Mình đẩy miệng cong ra giống chữ R ạ. Sau đó mình bật âm thật mạnh ra âm CH. Mình cùng nói lại âm này là CH. Right? Thì âm CH là được phiên âm của chữ T và chữ SH dài. Các bạn còn nhớ không ạ? Thì khẩu hình mình sẽ để giống âm SH dài. SH là âm S dài của mình ạ. Là cong ra phía trước. Và âm thì bật ra giống lưỡi mình đặt giống chữ T. Và bật ra thì nghe như âm CH. Chờ của tiếng Việt. Mình cùng nói lại một lần nữa là right. Và âm D3 là âm dung của âm CH. Có nghĩa là về khẩu hình thì mình đặt hoàn toàn giống của âm CH ạ. Nghĩa là môi mình cũng cong ra. Và lưỡi của mình cũng đặt giống âm T. Tuy nhiên khác một chút là mình sẽ bật âm dung của nó ra. Nghĩa là âm SH thì mình sẽ bật thành SH dung là J. Âm T thì mình sẽ bật thành âm dung là âm D. Các bạn có thấy không? Sự tương tự giữa âm CH và âm D3. Và bây giờ khi bật âm D3 ra các bạn sẽ nghe như âm J, J, nghe như J, J của tiếng Việt một chút. Các bạn cùng bật theo bạn mẫu luôn ạ. J. Again. J. Và khi bật thì chúng ta sẽ cùng bật hai lần luôn nhé. Mình cùng nói lại một lần nữa. J. J. Right. Các bạn chú ý về môi ạ. Môi là mình đẩy cong ra. Đẩy cong ra như âm SH hoặc giống âm R mà mình đã được học. Lưỡi thì để giống chữ T là lưỡi đẩy lên trên hàm trên. Sau bật ra như âm J, J. Tuy nhiên là mình giữ môi cong như vậy. Say it again. G. G. Again, one more time. G. G. Very good. Các bạn hãy nhớ là cầm theo một chiếc gương theo mình và luôn luôn soi khẩu hình của mình vào trong gương để ý xem là nó có cong ra không ạ. Mình cùng bật lại một lần nữa ạ. G. G. Very good. Và các bạn nhớ nhé, âm này là âm dung. Nên khi nói âm này và các bạn đặt tay vào cổ ạ, thì sẽ cảm nhận được độ dung của âm. Mình cùng nói lại một lần nữa. G. G. Very good. Và các bạn hãy nhớ nhé, rất quan trọng là mình đẩy môi cong ra phía trước. Rồi sau đó bật âm dung ạ. G. G. Very good. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ghép âm G, âm D3 vào các từ đơn giản để các bạn tập nói cho lành phản xạ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tập ghép âm D3 G vào trong các từ. Đầu tiên ạ, các bạn có biết từ chỉ công việc trong tiếng Anh là job. Right. Good. Các bạn chú ý bật âm J ở đầu, rồi sau đó nối vào âm O đằng sau thành job. Và các bạn chú ý, bởi vì chúng ta đang tập nên trước khi ghép vào từ các bạn sẽ bật hai lần âm D3. Rồi sau đó mình mới bật lần thứ ba vào trong từ nhé. Các bạn cùng nói lại là J, J, job. Right. Good. Và khi bật âm D3 các bạn hãy nhớ mình sẽ cong miệng ra phía trước và bật âm dung nghe như âm dở, dở của tiếng Việt. Tuy nhiên mình giữ môi cong. Và sau đó mình bật âm dung thật mạnh ra ngoài. Và khi các bạn để tay thì bật sẽ thấy một cái âm nó bật vào và đập vào trong tay của mình. Mình cùng nói lại từ vừa rồi là G, G, job. Right. Từ vừa rồi là công việc. Mình cùng nói lại một lần nữa là G, G, job. Right. Bây giờ chúng ta cùng đến với từ thứ hai. Động từ nhảy trong tiếng Anh là G, G, jump. Again. G, G, jam. Các bạn chú ý nhé, mình sẽ bật âm D3 thật mạnh ở đầu. Bây giờ chúng ta cùng cong môi bật âm D3 hai lần. Các bạn cùng nói theo là G, G. Các bạn nhớ nhé, đẩy môi thật cong. Sau khi bật xong âm G hai lần thì các bạn sẽ ghép lần thứ ba vào trong từ ở đằng sau. Và trong từ nhảy, động từ nhảy thì âm ở giữa là âm á. Nên các bạn bật âm âm, jump. Và cuối từ còn âm p. Mình nhớ bật ra nhé, say it again. G, G, jump. Right. Say it again. G, G, jump. Right. Và trong quá trình tập các bạn cố gắng là bật mạnh hết cỡ, đồng thời để môi mình cong hết cỡ để toàn bộ cơ miệng của mình ở đây được giãn ra, thì mai sau các bạn nói sẽ dễ hơn rất nhiều. Mình cùng nói lại từ này một lần nữa. G, G, jump. Right. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ thứ ba, danh từ chỉ câu chuyện cười, câu chuyện hài hoặc là câu chuyện đùa. Mình sẽ dùng là G, G, joke. Right, say it again. G, G, joke. Ở giữa của từ là âm O. Các bạn cố gắng kéo dài miệng ra theo chiều dọc O. Và bật âm K ở cuối của từ ạ. Mình cùng nói lại từ này là G, G,
Joke. Right it. Các bạn tập trung vào âm D3 và bật thật mạnh nhé. Giữ môi thật cong. Mình cùng nói lại là Joke. Trong quá trình tập để đạt được hiệu quả cao thì các bạn hãy nhớ luôn luôn để một chiếc gương trước mặt. Và khi bật thì mình hãy nhìn vào khẩu hình miệng của mình ở trong gương nhé. Say it again. Joke. Các bạn có nghe thấy bạn ấy bật âm K rất mạnh ra đúng không ạ? Các bạn hãy cố gắng bắt chước theo luôn nhé. Say it again. Joke. Right. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ số 4. Từ chỉ cái áo khoác ạ. Áo khoác trong tiếng Anh là Jacket. Right, say it again. Jacket. Từ này trọng âm vào âm tiết thứ nhất đúng không ạ? Nó có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Và sau âm D3 là âm ak. Ak. Các bạn bật chữ ak ạ. Và bành miệng rộng thang răng ngang như này ạ. Ak. Jack. Và trước khi ghép vào âm ak thì các bạn nhớ bật âm D3 thật mạnh và giữ môi mình cong nhé. Say it again. Jack. Right it. Và vì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nên âm thứ hai mình sẽ hạ giọng xuống thành kid. Right it. Và cả từ của chúng ta là jacket. Right it. Say it again. Jacket. Các bạn cố gắng bật âm D3 thật mạnh nhé và giữ môi thật cong. Mình cùng nói lại một lần nữa là jacket. Right it. Và tiếp theo từ số 5 của chúng ta, từ chỉ nước ép hoa quả. Nước ép hoa quả trong tiếng Anh là juice. Right it. Như các bạn thấy ạ, sau khi mình bật âm D3 thì tiếp theo của từ này là đến âm U. Các bạn bật ju. Sau đó kéo dài âm SC mà mình đã học trong bài trước. Mình cùng nói lại từ chỉ nước ép hoa quả là juice. Right it. Các bạn tập trung vào âm D3 nhé. Say it again. Juice. One more time. Juice. Right it. Vừa rồi thì các bạn đã được luyện 5 từ cơ bản hay dùng trong văn nói hàng ngày có âm D3 ở đầu đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại 5 từ này một lần nhé. Các bạn hãy tập trung vào âm D3, bật thật mạnh để tập âm này thành phản xạ. Từ đầu tiên, từ chỉ công việc trong tiếng Anh là job. Again. Job. Và trong quá trình xem clip, các bạn hãy nhớ là mình cố gắng hết sức, mình nói theo thật to, thật rõ và bật ra mạnh hết cỡ để quá trình tập được đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Mình cùng nói lại từ đầu tiên là job. Right it. Tiếp theo từ số 2 là từ động từ nhảy trong tiếng Anh là jump. Again. Jump. Âm ở giữa âm á, âm, sau đó bật âm p ở đằng sau. Jump. Say it again. Jump. Right it. Và từ số 3 của chúng ta, từ số 3 chỉ câu chuyện cười, câu chuyện đùa là joke. Again. Joke. Ở giữa của từ là âm O. Các bạn kéo rộng miệng theo chiều dọc và O. Joke. Say it again. Joke. Right. Và tiếp theo từ số 4 ạ, từ chỉ cái áo khoác là jacket. Again. Jacket. Các bạn hãy nhớ trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Jack. Jack. Mình hãy bật thật rõ, thật mạnh nhé. Say it again. Jack. Right. Và vì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nên âm thứ hai mình hạ giọng thành kit. Jacket. Say it again. Jacket. Right. Và từ cuối cùng mà chúng ta vừa học vừa rồi là từ juice. Right. Đây là từ chỉ nước ép hoa quả nói chung đúng không ạ? Mình cùng nói lại từ này một lần nữa là juice. Right. Các bạn hãy nhớ vào âm SC ở cuối. Các bạn cố gắng kéo thật dài âm này vì âm này vô cùng quan trọng và sẽ nối âm rất nhiều trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép 5 từ vừa rồi vào 5 câu cơ bản để các bạn tập ghép từ vào câu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng ôn lại từ đầu tiên. Danh từ chỉ công việc trong tiếng Anh là job. Right it again. Job. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép từ job vào trong câu chỉ là tôi có công việc. Câu này có nghĩa là tôi có việc chứ tôi không thất nghiệp.
mình cùng ghép vào cả câu là I have a job. Right, yeah. Có nghĩa là tôi có việc để làm, tôi không thất nghiệp. Mình cùng nói lại là I have a job. Và bây giờ khi nói bất kỳ từ nào hoặc bất kỳ câu nào, nếu có các âm mà các bạn đã được học thì mình sẽ nói thật chậm và bật thật rõ các âm ra nhé. Ví dụ như trong câu vừa rồi, động từ có của mình là have, right, yeah. Thì các bạn sẽ bật thật mạnh và thật rõ cả âm ở trong từ have. Mình cùng nói lại cả câu, tôi có việc là I have a job. Right, yeah. Say it again. I have a job. Và cứ đến từ có âm đề ba thì các bạn lại cong môi và bật âm thật mạnh ra nhé. Ví dụ từ công việc mình vừa nói là job. Right, yeah. Mình cùng nói lại cả câu là I have a job. Và khi các bạn nói nhanh thì từ have sẽ ngay lập tức nói nối âm với từ âm từ ơ ở đằng sau thành have. I have a job. Say it again. I have a job. Right. I have a job. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại từ thứ hai. Động từ nhảy trong tiếng Anh là jump. Again. Jump. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển về trong câu ở dạng tiếp diễn. Cô ấy đang nhảy sẽ là she is jumping. Again. She is jumping. Right, yeah. Câu này có nghĩa là cô ấy đang nhảy ở thì tiếp diễn. Say it again. She is jumping. Các bạn chú ý trong câu có âm SH ở từ she. Mình sẽ bật hết ra. Say it again. She is jumping. Và tiếp theo sau từ she là động từ to be is. Các bạn hãy nhớ bật hết cả âm Z mà mình đã học ra nhé. Say it again. She is jumping. Jumping. Đến âm D3 mình lại cong môi và bật âm ra. Mình các bạn cùng nói lại câu này một lần nữa. She is jumping. Trong quá trình luyện nói thì các bạn hãy chú ý để ý khẩu hình của bạn mẫu. Tới phần nào khi bạn ấy cong miệng ra thì các bạn hãy cố gắng nhìn theo để bắt chước nhé. Và đặc biệt có những âm ở cuối cần kéo dài ra để nó nối âm thì các bạn cũng hãy cố gắng kéo dài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ số 3. Từ chỉ câu chuyện đùa, câu chuyện hài là joke. Right, yeah. Say it again. Joke. Right, yeah. Và khi mà kể chuyện mình sẽ dùng động từ tell. Right, yeah. Say it again. Tell. Chúng ta đã được học từ này trong âm T rồi đúng không ạ? Các bạn hãy bật thật rõ âm T ra. Mình cùng nói lại là tell. Right, yeah. Và cả cụm kể một câu chuyện hài hoặc là kể một câu chuyện đùa sẽ là tell a joke. Say it again. Tell a joke. Right, yeah. Và tương tự ở câu phía bên trên mình vừa nói, chúng ta lại dùng ở dạng tiếp diễn, có nghĩa là đang làm việc gì ạ? Vậy đang kể một câu chuyện cười sẽ là telling a joke. Các bạn hãy nhớ đến từ có âm D3 thì các bạn sẽ cong miệng ra và bật hơi thật mạnh. Âm D3, joke. Và đặc biệt trong từ câu chuyện đùa, câu chuyện hài thì có âm O, các bạn sẽ kéo dọc miệng mình ra. O như này, O như vậy. Và sau đó bật âm K ở cuối. Mình cùng nói lại từ chỉ câu chuyện hài là joke. Và cả cụm đang kể một câu chuyện cười là telling a joke. Và khi chúng ta ghép vào câu với chủ ngữ anh ấy đang kể một câu chuyện cười sẽ là he is telling a joke. Forget. Các bạn hãy cố gắng bật ra toàn bộ tất cả các âm mà mình đã được học trong các bài trước nhé. Chúng ta sẽ tập từ từ và cho các bạn làm quen ghép toàn bộ tất cả các âm vào trong từng từ và từng câu. Mình cùng nói lại câu vừa rồi là he is telling a joke. Forget. Say it again. He is telling a joke. Forget. Tiếp theo đến từ số 4 ạ, từ chỉ cái áo khoác là jacket. Các bạn hãy nhớ nhìn bạn mẫu rồi bắt chước theo nhé. Và chú ý cứ đến âm D3 là mình phải cong môi và bật hơi thật mạnh. Say it again. Jacket.
Và tiếp theo ạ, chúng ta sẽ ghép từ này vào trong câu cô ấy đang mặc một cái áo khoác. Thì động từ chỉ mặc trong tiếng Anh là wear. Again, wear. Và đang mặc thì mình dùng là wearing. Vậy đang mặc một cái áo khoác mình sẽ nói là wearing a jacket. Right. Bây giờ chúng ta lại ghép cả cụm này vào trong câu cô ấy đang mặc một cái áo khoác là she is wearing a jacket. Right. Từ cô ấy thì các bạn hãy nhớ cong môi của âm SH và đẩy hơi thật mạnh nhé. Say it again. She is wearing a jacket. Động từ to be đi với cô ấy là is. Các bạn hãy nhớ kéo dài âm Z ở cuối động từ to be is. Và tiếp theo đến danh từ chỉ cáo khoác, mình lại đặt bật âm D3. Các bạn cùng nói lại từ này là jacket. Right. Và cả câu cô ấy đang mặc một cái áo khoác là she is wearing a jacket. Right, say it again. She is wearing a jacket. Right. Bây giờ chúng ta sẽ đến với từ cuối cùng ạ. Từ cuối cùng của chúng ta chỉ là từ nước ép chỉ chung là juice. Again, các bạn bật âm D3 hai lần. Juice. Mình sẽ cùng ghép từ juice vào trong cụm chỉ nước cam. Danh từ chỉ quả cam trong tiếng Anh là orange. Right. Các bạn chú ý từ này có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên o. O, mình kéo rộng miệng ạ, dọc miệng ra o. Sau đó âm thứ hai mình sẽ hạ giọng xuống thành rin. Orange. Và các bạn còn có nhìn thấy ạ, trong phiên âm của từ này ạ thì cuối của từ là âm D3. Chúng ta sẽ bật âm D3 ra thành orange. Right, say it again. Orange. One more time. Orange. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép từ orange với từ juice thành nước cam là orange juice. Right. Các bạn cứ nói thật chậm và bật hết toàn bộ các âm ra nhé. Say it again. Orange juice. Right. Và trong cụm vừa rồi như các bạn nhận thấy ạ, ở cuối từ orange thì mình có âm D3. Bắt đầu của từ juice mình lại có âm D3. Và trong hai từ này thì có hai âm D3 đứng cạnh nhau ở cuối của từ này và tiếp theo là đầu của từ kia. Nên khi nói nhanh trong văn nói nó sẽ có hiện tượng nối âm ở chỗ này ạ. Nó sẽ thành orange juice. Orange juice. Có nghĩa là hai âm D3 sẽ nối vào thành một. Mình cùng nói lại là orange juice. Right, say it again. Orange juice. Right. Vừa rồi thì chúng ta đã được làm quen với các từ có âm D3 ở đầu của từ. Các bạn hãy xem đi xem lại thật nhiều lần để tập cho thành phản xạ nhé.